Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề mới trong phần lập trình Python cơ bản nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ hết làm về chủ đề string rồi. Và chúng ta sẽ quay một chủ đề mới. Đó chính là chủ đề về một kiểu giá trị mới. Đó chính là kiểu giá trị Boolean. Thì nó cũng rất là đơn giản. Thì nó dễ hơn nghìn lần so với phần string. Nhưng mà nếu mà nó lần kèo thì nó sẽ khó gấp ngàn lần như vậy. Thì Boolean chúng ta hiểu đơn giản là nó chỉ gồm hai cái giá trị duy nhất. Nó còn được gọi là true and false. Dịch tiếng Việt ra là đúng hay sai. Nó giống như một cái lựa chọn. Một cái lựa chọn ra như là có nên đi mua đồ hay không, có nên bật đèn hay không, hay là có nên lập trình bây giờ hay không ấy. Thì hôm nay chỉ cần có đúng hay sai, như là có hay không. Nó giống như một cái gạt công tắc mà khi mà ta cứ bật tắt đèn, và khi đèn mà thấy cái công tắc nó gạt rồi ấy, thì nó sẽ coi như là đúng, giá trị đúng hoặc có là nó sẽ bật sáng lên. Còn khi ta không có bật thì nó sẽ thấy không gạt, thì nó sẽ coi như là sai, giá trị sai và không đúng, thì nó sẽ không có bật lên nữa bởi vì nó không có gạt. Thì trong lập trình cũng như vậy, nó cũng như là nó có nên đáp ứng đúng cái yêu cầu của một cái điều kiện nào đó hay không. Còn nếu điều kiện đó không đáp ứng đúng yêu cầu của mấy cái điều kiện nó đưa ra, thì cái lệnh mà khi điều kiện nó chạy ra, nó sẽ không được chạy ra. Chỉ có khi mà nó được đáp ứng được yêu cầu điều kiện đó thì lệnh nó sẽ được chạy ra. Thì đây mình sẽ chỉ đơn giản, thì chúng ta sẽ in ra ví dụ như 3 lớn hơn 2 rồi thì chúng ta chạy. Thì đây chúng ta thấy cái chữ true đây là giá trị thứ nhất, là một trong hai giá trị duy nhất của Boolean. Đây true dịch tiếng Việt là đúng hay là có như vậy. Thì 3 lớn 2 thì đúng rồi, đáp ứng được yêu cầu. Thì 3 lớn 2 được gọi là một điều kiện hay được gọi là một giá trị Boolean đó. Bởi vì cái đây ấy, thì điều kiện 3 lớn 2 thì được chuyển tự động chuyển sang một dạng Boolean là true hay false. Thì chúng ta sẽ ghi 3 2 lớn 3 đương nhiên không thể không? Thì nó sẽ ra chữ false, là có nghĩa là 2, có nghĩa là số 2 nó không có trở lớn số 3 được, là đây là điều kiện không đúng logic. Là logic thì khi nó không đúng logic thì nó chỉ chuyển sang dạng Boolean và nó chỉ chuyển sang false, có nghĩa là không đúng hay sai. Nó rất đơn giản như vậy đó. Nó có thể dùng nó rất nhiều, em dùng nó rất nhiều trong việc lập trình và nhiều ngôn ngữ khác nhau, và trong nhiều rất nhiều lĩnh vực như là data science hay là làm web, làm những cái có thể xử lý được kiểm tra. Đầu tiên ví dụ như chúng ta ghi A bằng 5, B bằng 10. Rồi giờ chúng ta ghi lại đây, giờ chúng ta in ra A lớn hơn B thì các bạn nghĩ ra sẽ ra sao? Đây sai, bởi vì số 5 không được số lớn hơn số 10 được. Nếu ta đặt A là 25 thì 25 lớn hơn 10, nó sẽ ra true, đưa về vậy đó. Thì đã được dùng được đánh, thì nói tóm gọn lại thì Boolean là một kiểu giá trị gồm hai giá trị duy nhất, đó chính là giá trị true và false, như một cái gạt công tắc bóng đèn này. Thì hai giá trị này được dùng như là một hình thức để mà đánh giá một cái biểu thức nào đó hay một cái điều kiện nào đó như vậy. Thì có một cái điều các bạn cũng nên biết, đó chính là hầu như tất cả mọi loại kiểu dữ liệu thì nó đều có kia sự đánh giá Boolean hết. Ví dụ như chúng ta sử dụng hàm đây, hàm vô đây, chúng ta ghi số 4 ra đi thì nó chỉ ra true. Thì
thì các bạn mà chưa hiểu nó ra sao, đây domain in ra vân vân. Rồi thì nó ra su, thì nó là một triệu giá trị, nó là một triệu dữ liệu, là nó có một cái nội dung dữ liệu trong đây, trong hambu là nó sẽ ra đúng su, là nó là một cái giá trị su, thì nó được dùng trong nhiều cái hơi phức tạp, nên là các bạn mình sẽ cho mình sẽ tìm hiểu ở đằng sau. Tiếp theo là phần iter, thì nó cũng ra su bởi vì nó có nội dung là iter trong cái dạng suy này. Và một vài trường hợp khác mà chúng ta không thể coi nó như là true được, và nó là false, như là kiểu gì nó không có nội dung gì trong đó hết, là false. Chúng ta ghi số 0, số 0 nó là false. Chúng ta tạo ra một danh sách và không có đỡ hàng tử nào trong đó, false. Và bất cỡ chúng ta đỡ bất cứ thứ gì mà nó trống không, không có bất cứ thứ gì trong đó, thì nó sẽ ra false hết. Như vậy đó, chưa một vài trường hợp không. Và chúng và một ham cũng có thể đưa ra một cái kết quả boolean, nhưng chúng ta sẽ học về phần sau. Nhưng mà sẽ tạo ra một ham trước, giống như def my def, đây là một ham. Rồi mình return true, thì cho những bạn để học rồi thì return true này thì nó sẽ là nó sẽ kiểu trẻ quá và cái giá trị cuối cùng cho cái ham đó là true. Thì khi ta in ra my div, đây my div. Rồi khi chạy đây nó ra true. Còn nếu chúng ta đặt đây cho ra giá trị cuối cùng là false, ra false, thì một ham cũng có thể được sử dụng để đưa ra một cái quyết định cuối cùng, lựa chọn cuối cùng, hay cái đánh giá cuối cùng cũng được gọi như là đưa ra true hay false. Chúng ta có thể dùng nó rất là nhiều. Nhiều trường hợp chúng ta sẽ phải dùng, bắt buộc cần phải dùng nó trong cái điều kiện. Ví dụ nếu nếu 2 lớn hơn 3 thì in là 2 lớn hơn 3, còn không thì in là 3 lớn hơn 2. Đó, 3 lớn hơn 2, chứ 2 không trở ra lớn hơn 3 được. Và ta có thể có một điều thú vị hơn là ta có thể đỡ chính cái phần biểu thức đó về trong một cái biến, rồi chúng ta đỡ vô giả thiết. Đây chúng ta ra A, đó B ra 2. Chúng ta thử in ra A đi, đó nó sẽ ra false. Nó sẽ tự động chuyển từ cái giá trị trong cái biến A đó sang dạng boolean luôn. Thì đó là tất cả những gì chúng ta có thể biết được về boolean, một cái kiểu giá trị rất là đơn giản, nhưng mà nó có thể giúp bạn rất là nhiều trong những cái ngành lập trình nào mà cần phải tính toán khối lượng, kiểm tra nhiều thứ như là đăng nhập, đăng ký tài khoản, tạo ra mấy hệ thống kiểm tra như vậy, như làm web đồ ấy. Thì đó, thì video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì mình chúc các bạn làm tốt và mong các bạn sẽ hiểu được cái phần nội dung boolean đơn giản này. Xin chào và tạm biệt.